Tấn Khoa và Hà Hương. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công dân Công đoàn, số phát sóng ngày 20 tháng 12 năm 2022. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Thưa quý khán giả, trong tuần qua, các cấp công đoàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động nổi bật. Xin mời quý vị cùng theo dõi qua chuyên mục Theo dòng sự kiện. Thưa quý vị, 1.200 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đã tham gia ngày hội vì sức khỏe người lao động lần 3 năm 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố và Hội từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 12. Ngay từ sáng sớm, chị Đỗ Nguyễn Thanh Hà đang làm việc tại công ty UACT trong khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, đến trung tâm sinh hoạt công nhân khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè để được các bác sĩ khám bệnh phụ khoa miễn phí. Đôi khi là không có quan tâm đến sức khỏe của mình lắm, hoặc là cái chi phí khám bệnh ở bên ngoài nó cũng hơi đắt, nên các bạn không có điều kiện mà tự bản thân đi khám, các bạn có thể kiểm tra lại sức khỏe của mình. Mình thấy nó rất là có ý nghĩa, mong muốn là cái ngày hội sức khỏe này là còn tiếp tục thêm nhiều đợt nữa, bởi vì có sức khỏe thì mới làm việc tốt được. Ngoài khám phụ khoa, các anh chị công nhân có hoàn cảnh khó khăn còn được khám nha khoa miễn phí. Hôm nay em đến để khám nha, em kiểm tra lại răng khôn mà. Em thấy là ngày hội rất là có ích và giúp đỡ rất là nhiều anh chị em công nhân, nhân viên ở trong khu công nghiệp. Lâu ngày anh chị cứ đi làm, không có thời gian để đi kiểm tra, thì cái ngày hội hỗ trợ mọi người rất là nhiều trong việc kiểm tra sức khỏe. Tham gia cái ngày hội vì sức khỏe người lao động lần 3, công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp và thành phố Hồ Chí Minh rất là phấn khởi, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của các cái nhà tài trợ đã quan tâm đến công nhân của khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố. Đặc biệt thì đối với ngày hội hôm nay thì đối tượng mà được thụ hưởng đó là công nhân của khu công nghiệp Hiệp Phước. Đây là những anh chị công nhân rất là khó khăn trong cái quá trình mưu sinh của cuộc sống. Cho nên cái ngày hội khám sức khỏe này là một cái nhu cầu rất là cần thiết và đặc biệt đối với các chị em phụ nữ trong cái giai đoạn hiện nay. Dịp này, công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố tặng cho mỗi công nhân một phần quà trị giá 200.000 đồng và Liên đoàn Lao động thành phố tặng 100 phần quà cho 100 nữ công nhân khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, gồm 800.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng. Trước đó, trong tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố tổ chức ngày hội vì sức khỏe người lao động lần 1 nhằm thăm khám sức khỏe hậu Covid miễn phí cho 500 nữ công nhân tại công ty Lạc Tỷ và công ty Tỷ Hùng. Vào tháng 10 năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố và Hội từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức khám phụ khoa, nha khoa miễn phí cho 1.500 công nhân tại công ty Bogen Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 12 vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho 30 cán bộ công đoàn thuộc Liên hiệp Công đoàn Campuchia. Đến dự có đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố và đồng chí John Monton, Chủ tịch đến dự Liên hiệp Công đoàn Campuchia. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 13 tháng 12 đến 18 tháng 12 với 5 chuyên đề: công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, quyền và trách nhiệm của công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công, nội dung và cách thức thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể dành cho cán bộ công đoàn, công tác an toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh thực hiện chương trình phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19, công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, các cán bộ công đoàn thuộc Liên hiệp Công đoàn Campuchia còn tham quan cơ sở công đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh và tìm hiểu thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở. Chúng ta có một số những cái kinh nghiệm, nhất là trong cái việc xử lý các vấn đề về quan hệ lao động ở cái quy mô lớn, rồi những vấn đề quan hệ lao động đối với lại những cái đơn vị mà có vốn đầu tư nước ngoài hoặc là 100% cái vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là chúng ta có những cái kinh nghiệm khá là phong phú trong cái việc triển khai các cái chương trình phúc lợi đoàn viên, những cái đồng hành với lại đời sống việc làm của người lao động. Đây là những cái mà các bạn đánh giá rất cao và các bạn cũng muốn được chia sẻ. Tôi cảm thấy rất là vui khi được Liên đoàn Lao động Việt Nam mời chúng tôi năm nào cũng qua đây để học hỏi kinh nghiệm thực tế. Kiến thức mà tôi nhận được sau buổi học là cách thức tổ chức, quản lý hoạt động công đoàn. Tôi sẽ áp dụng để hoạt động công đoàn ở nước tôi được tốt hơn. Ở Campuchia có rất nhiều công đoàn nên rất khó quản lý.
Sau lớp tập huấn, 30 cán bộ công đoàn thuộc Liên hiệp Công đoàn Campuchia tham quan các di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 9 tháng 12, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam long trọng tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có đồng chí Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố, và bà Fanny Honeywald, Giám đốc nhà máy, cùng 84 trên tổng số 582 đoàn viên công đoàn được triệu tập. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam có nhiều cố gắng, chủ động, tích cực phối hợp ban giám đốc công ty, quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19. Trong nhiệm kỳ vừa qua, thì ban chấp hành công đoàn Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam đã đồng hành cùng với ban giám đốc công ty để chăm lo cho người lao động. Đặc biệt là trong giai đoạn Covid-19, ban chấp hành công đoàn cũng đã thương lượng được người với ban giám đốc để ký kết cái thỏa ước lao động tập thể, qua đó nâng cao được một số phúc lợi cho đoàn viên người lao động, như là nâng tiền ăn lên 35.000 một phần một ngày, và nâng lên các cái khoản phụ cấp cho các cái người lao động cống hiến trong các năm chẵn như 10 năm, 15 năm, 20 năm. Và trong giai đoạn 3 tại chỗ thì đã thương lượng thành công phụ cấp cho người lao động 300.000 đồng một ngày, bất kể đó là thứ Bảy hay Chủ nhật. Đồng chí Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố, ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. Sau đại hội, nhanh chóng xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn phù hợp tình hình đơn vị, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đại hội đã bầu 11 đồng chí ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu 2 đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn cấp trên. Đây là đơn vị được Công đoàn viên chức thành phố chọn tổ chức đại hội điểm, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027. Sáng ngày 9 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ cấp nước thành phố Thủ Đức đã diễn ra chung kết hội thi Bàn tay vàng công dân ngành cấp nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2022. Hội thi với chủ đề nâng cao chất lượng thi công, góp phần giảm thất thoát nước, thu hút 17 đội tham gia là các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako và các đơn vị cấp nước khu vực miền Nam như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ tham gia. Thí sinh các đội tranh tài thông qua phần thi thực hành lắp đặt và phần thi lý thuyết xoay quanh lĩnh vực chuyên môn về cấp nước như an toàn vệ sinh lao động, cấp nước an toàn, kỹ thuật quản lý mạng lưới, giảm thất thoát nước, kỹ thuật thi công đường ống cấp nước, bảo trì sửa chữa phụ tùng thiết bị mạng lưới cấp nước. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cái cuộc thi bàn tay vàng này. Tôi thấy cái cuộc thi này rất là bổ ích cho tất cả các anh em trong ngành cấp nước để nâng cao tay nghề, học hỏi với nhau. Để chuẩn bị cho cuộc thi, nhóm của chúng tôi là ôn tập lý thuyết và ôn tập thi thực hành, nhận diễn những cái thao tác để trong lúc khi thi mình đạt kết quả tốt nhất. Kết quả, ban tổ chức trao 2 giải ba cho Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, giải nhì cho Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn, giải nhất thuộc về Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã xuất sắc đoạt giải bàn tay vàng ngành cấp nước năm 2022. Ngoài giải đồng đội cho các đội thi đạt giải thì sẽ có giải thưởng cho một anh công nhân là đạt giải cá nhân xuất sắc trong cái đội thi của cái đội đạt giải bàn tay vàng. Và anh này là anh ngoài thực hành giỏi cùng đồng đội thì anh này phải là anh đạt cái điểm lý thuyết cao nhất. Qua đó để nhấn mạnh, ngoài cái giỏi thực hành thì chúng ta cũng phải thường xuyên ôn lý thuyết để từ đó nâng tầm trình độ chuyên môn đội ngũ công nhân trực tiếp của mình. Dịp này, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako cũng tuyên dương các cá nhân được trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 và giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 12. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong ngành cấp nước thành phố. Thưa quý vị, căn cứ kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt và được sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sáng ngày 6 tháng 12 vừa qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn cho 25 cán bộ công đoàn thuộc Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung này trong chuyên mục Chuyện chưa kể ngay sau đây nhé.
tại lễ khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn thuộc Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia, đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước. Quan hệ Việt Nam Campuchia là quan hệ đặc biệt, trong đó quan hệ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Công đoàn Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia cũng rất đặc biệt. Tổ chức công đoàn hai nước có những nét đặc trưng riêng, cần sự trao đổi, hợp tác, học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Đây là một cái hoạt động thường niên truyền thống hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Việt Nam với lại Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia. Đây là một hoạt động hợp tác hữu nghị rất là có ý nghĩa, thắt chặt thêm cái tình hữu nghị đoàn kết giữa công đoàn hai nước đặt trong cái tổng thể chung của cái công tác đối ngoại nhân dân. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, cán bộ công đoàn thuộc Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia được tập huấn các chuyên đề về thương lượng tập thể và quan hệ lao động, làm việc và đi thực tế tìm hiểu tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về những kết quả hoạt động công đoàn và những hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động, cũng như có cơ hội tham quan các di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh của thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui được tham gia lớp tập huấn. Trong lớp học này có rất nhiều hữu ích. Học viên được học hỏi, trao đổi về những khó khăn trong hoạt động công đoàn để mọi người cùng chia sẻ, thảo luận, tháo gỡ khó khăn đó. Tôi cảm thấy là rất là vui vẻ và các thầy cô đã tiếp đón tôi rất tốt. Ở lớp tập huấn này tôi tham gia, tôi thấy là rất tốt. Hiểu biết để sang Campuchia tôi sẽ chia sẻ đến các công nhân và giúp đỡ đến người dân của Campuchia. Chiều ngày 8 tháng 12, đoàn cán bộ công đoàn Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh. Dẫn đoàn công tác là đồng chí Lee Vichet, Phó Chủ tịch Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia. Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Phi Hổ, Phó trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Cao Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh. Đại biểu hai bên trao đổi, giới thiệu những kinh nghiệm về hoạt động công đoàn cũng như công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, những chương trình thiết thực hay đơn vị trong thời gian qua. Về tình hình quan hệ lao động, mối gắn bó giữa doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, người lao động. Qua trao đổi cho thấy, tổ chức công đoàn hai đơn vị có những nét đặc trưng riêng biệt, cần sự hợp tác, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Khi đến thăm và làm việc với Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh, chúng tôi cảm thấy rất là ấm cúng, được tìm hiểu thêm những nội quy và phương pháp làm việc của Liên đoàn Lao động quận này. Chiều ngày 9 tháng 12, đoàn cán bộ công đoàn Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia tiếp tục đến thăm và làm việc tại công đoàn cơ sở, công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây. Đón tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thế Vân, Chủ tịch công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố, và bà Lê Thị Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây. Đây là một trong những công đoàn cơ sở vững mạnh, có nhiều chế độ chăm lo thiết thực cho người lao động như thưởng Tết, cho ở trọ miễn phí, cấp phát gạo và hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho toàn thể công nhân. Ngoài trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tại công ty, hai bên cùng nhau giao lưu văn nghệ và tham quan quy trình sản xuất tại nhà máy của công ty. Đây là một cái chương trình rất là hay, là coi như là giao lưu giữa cái công đoàn của quốc tế, là cụ thể là đất nước Campuchia và Việt Nam. Thì đây cũng là một trong những cái công đoàn trong khu chế xuất Tân Thuận hoạt động theo những cái tiêu chí rất là tốt về để đảm bảo những cái quyền lợi của người lao động. Mình cũng đã nghe báo cáo Liên hiệp Công đoàn của Campuchia, đất nước bạn, thì mình cảm nhận được là ở đất nước Việt Nam cũng như đất nước bạn thì đều thành lập cái tổ chức công đoàn, cũng như là những cái tổ chức mà nghề nghiệp, đặc biệt là công đoàn, thì đều chăm lo cái mục đích chung là quyền lợi của người lao động. Vì người lao động là tài sản của cái nhà máy, của cái công ty, của xí nghiệp. Tất cả những cái sự chăm lo đó đều đạt được cái kết quả tốt. Đó là sự phát triển sản xuất cũng như là thành quả lao động của người lao động làm ra, góp phần để cái GDP của mỗi quốc gia đều đạt được tốt. Có thể thấy, lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn thuộc Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia đã thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Campuchia và hai tổ chức công đoàn.
các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chức năng tổ chức đại diện cho người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Lớp tập huấn cho 25 cán bộ công đoàn thuộc Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia là hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm hưởng ứng năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia năm 1967-2022. Qua đó nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai nước và hai tổ chức công đoàn. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tấn Khoa và Hà Hương xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Công dân Công đoàn phát sóng lúc 7:40 thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.